đầm nam phù rót miền chấm đuôi đầy thì mình nè ban sơn tàu sala tua presenu đòi du lịch thua đòi tổng lệ cho bắt chót và chang khluôn coi tranh cái đây ở nhà mùi rúp nơi sala nằm bông khẹt cỏ cong cal bị thay ti đập bốn khay cá nhá chăn pi po mập hay pi bờ rìa nhá sala tua presenu lục hiệu phà la ban tranh nhà ca có háo đầm nam phù rót miền chấm đuôi đầy thì mình nè cứ nhà say đền hồ rốt nơi dạ cung mà rơi cao sấp trăm pi non khum chỉ khò lơ sọ xem bờ khẹt cỏ cong ở chỗ sau vana ca nơi thay ti bốn khay tua la ni bờ tam đại ca ni nhà say đền hồ trâu ban cho pi bon bờ ha bằng cách kê nâng bờ ha kê chia sát thề nã tam miệt tra bay rồi đập mũi miệt tra bay rồi đập pi nâng miệt tra bay rồi pram nơi cầm pro một tuần tàu tam mình đang ở bờ lũ ở nhà hình hồi để chia cứu vi viết rừng chủng đồ đầy thi đầm nàng phố run nhà say đền hồ ban prau vi đi tha nô khong sau vana ca nô prึก mày ni tô la ca ban cho su nhà say chủng với nhà rừng đây nhà say ban phao lưu facebook đôi tha lũ hình hồi ban plon đây bờ chia run mà rồi cao sấp làm pi krusa nô không chỉ khơi lưu nâng cố bấm nón nơi cao phong đi phòng đây nợ say ở đằng tha tô la ca ban ở dây tờ can nợ say tha bịa sầm đây đây nợ say phong nu cứ khỏi cho bám thuê khỏi chmu nâng kết tựu rồi bỏ lộ hình hồi bọn tay nợ say ban chơi top tô la ca vinh tha ở quay đây nợ say phong nu cứ miên cố bấm nón trong oi thạ đơn nón đằng nâng trôi đó sai chúng nu đây thi chun phù run đôi xa cầm hôn rồi bỏ lộ hình hồi rầm lụp vô tay bọn nó đầm nàng phù run này bàn tò tha tô la ca ban su sầm nu chỉ chân tờ can nợ say hay nợ không sau vana ca nu nợ say ban sơn tô đo tô la ca oi tầm lẽ bắt cho bạc can lơ nợ say nâng trôi đó sai bằng chóp vì việc đầy thi chun phù run mà rồi cao sấp làm pi krusa phòng đây bắt mua nón dương ha dương ở phòng này dương cồn nón trăng màn đầy bên tay rương này mình men rương đầy tê rương kho cho bạc tại dương kho bàn cho thắt kề phân đầy chẳng nhưng thay nhưng mặt đằng do vì cho bạc ấy tê của nhưng đằng ha một lúc hẹn huy bàn lúc gió bấy nhưng còn là trăng từng đen mình tê tam xa thì là nãy có từng bay bàn nó sai cả phần năng hay nhưng mặt men vừa ơi kho cho mua đằng kết do tê cồn nón nhưng trăng màn nó sai đầy khi cả môi cột vừa đi mình đã xong cả chơi top pi prehre nhá sala tu pre លោកខៀវផល្លាបានទីនៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែបើតាមអ្នកស្រីដេតហូសាឡាទួប្រសិញ្ញុនិងប្រកាសសារដីការសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2022គូបញ្ជាក់ថាអំឡុងពេលតុលាការបើកសវនាការសំណុំរឿងអ្នកស្រីដេតហូនៅព្រឹកមិញនេះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីជាង300នាក់មកពីសហគមន៍ចំនួន7នៃស្រុកស្រែអំបិលស្រុកបទុមសាគរនិងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងបានប្រមូលផ្តុំគ្នាមុខសាឡាទួប្រសិញ្ញុផងដែរដើម្បីគាំទ្រ
cho rôm bà mô phát đông mũ xa la tù bà xe nụ nợ bực mình ní bà nè dây thà. Cả đẹp bà chơi bà rốt gồm trôn ở xe đền hô đòi dồn khuyền thà. Cả cắt đây rồi bọc xa la nằm bông khét cọc công. Mình bàm phát đông dự thua xâm rạp nè xe đền hô lấy. Nè xe thà rùm nè xe nâng bà chơi bà rốt trong khuyền tò la ca chôn phô khét bà xe nụ phát đông dự thua chun nè xe đền hô lần huynh. Đồng năng phố ra rùm này bằng tỏ thà, lưu ở nhà hình hồi, chưa bộ côn mà nè, miền lôi miền ẩm nách, bàn rùm lụp dụng đầy thi bởi chưa bởi chế chân cả rần này. Nâng bàn phát đăng đồng năng phố rốt chế chân nữa tốt là ca phong đầy, cơ hội bộ kỳ nôm khen tỏ và tiềm tiê dụng đầy thi mùa huynh. Nè xe phao nhân bằng tỏ thà, nè xe có cầm phung chuộng mà đăng nô tỏ là ca, cơm chùm lụp đầy thi chùm môi ở nhà hình hồi này phong đầy. ยามันฆ่าแต่โลกแห่งห้วยเนี่ยจนหน้ากระโดดเอาแต่ปกโกนุคือเจียนเนี่ยตะปุ่เจียนยาทอใส่เงียบเจียนยาทอเมียนสมัครก็ยังคือยืมปนดังยืมเต้คือเลือกปนดังยืมเหมือนจัดการแต่ดองจะไงปันจะยืมเป็นคำฆ่าแต่ละหน้าแต่ละตอนนี้นั่งเราคิดถึงก็จูนโอนเครดิตเงินนั่งจ้าดำนางปูรสะกุมประมัยโดยใส่ใบเนื้อคมกันดอสโรบตุมสาโกลุ่มชุมสะพานเมียภาษาท่าลุ่มมกรมตรูเนี่ยใส่เดทโฮโดยลุ่มมือเขยท่า เนี่ยใส่เดทโฮนึงปูรัดกอกกองเซิงเตี้ยนกำปงรงเพียบอายุรทองกรมจมลุ่ยได้ทีลู่ชุมสะพานใบดังท้าปูรัดกอกกองรบโดยกรูซากำปงบัดบองได้ทีโดยซานเนี่ยเมียนลุยเมียนอำนาจรวมลุ่ยย่อโดยมันบานดอกสายสำนองหนึ่งเต้าบานอาญาทัวพระดังดำนางปูรัดโตตลากากรอยปีเดอร์ตอวาเตรียมเตี้ยได้ทีระบอกลุ่น ลูทาสะกุมระบอกลูกเมียนอำนาจปูรัดประมุ่นเนี่ยกำปองช่วยบันดังนอตลากากรอยปีเดอร์ตอวาเตรียมเตี้ยดำนอสายได้ทีจมวยดังกรมหุ่นระบอกลูกอ้อยยาลียงพัดสมาชิกเพื่อเสพโมปีกันนับปะปีจีจนกัมพูชียอดได้ให้ประดังปีจีประเทศตะลากาเตี้ยจังยิงได้ที่ฝ่ายยุติธรรมบังพอนเนี่ยยุติธรรมเนี่ยไม่เคยตรังกุจนัดนะบางผู้ยังจะกรมเตอร์หนึ่งจำไปสักการเนี่ยจะเป็นตมาจำไปตรัมเตอร์ลึกจัดจัดในเมื่อตีพีความเมื่อตาตะลากาตกยังไอกระดิ่งตะลากากรมเห
មើលរឿងនេះមានប្រសាសន៍ថាករណីតុលាការខេត្តកោះកុងសម្រេចឲ្យអ្នកស្រីដេតហូចាញ់ក្តីលោកអញ្ញាហេងហ៊ុយជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងមានភាពលំអៀងទៅកាន់លោកហេងហ៊ុយ
លោកញ៉លភៀបបន្តថាដើមចំដែលធ្វើឲ្យមានចំនួនរវាងអ្នកស្រីដេតហូនិងអញ្ញាហេងហ៊ុយគឺពាក់ព័ន្ធរឿងចំនួនដីធ្លីហើយតុលាការខេត្តកោះកុងកាត់ក្តីដោយមិនបានចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជុំវិញរឿងចំនួនដីធ្លីនេះឡើយអញ្ចឹងហើយមុននឹងការជំនុំជម្រះដែលប្រកបទៅដោយតម្លាភាពហើយយុត្តិធម៌ស្មារតីគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ហ្នឹងត្រូវតែស៊ើបអង្កេតថាតើវាមានបញ្ហាដីធ្លីហ្នឹងពិតប្រាកដអត់មានការរំលោភហ្នឹងពិតប្រាកដអត់បើមានការរំលោភពិតប្រាកដអត់អាចចោទប្រកាន់ហើយមកចេញសាលដីកាសាលក្រមអីផ្ដន់ទាទោអីចឹងទេអញ្ចឹងមិនចេះអាងតែតឡាការចេះតែធ្វើកាត់ក្តីដោយមានភាពលំអៀងទៅរកអ្នកមានអំណាចទៅរកអ្នកដែលមានអធិបុលអីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទេបើតាមលោកញ៉លភៀបកន្លងមករដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរនិងអ្នកមានលុយមានអំណាចតែងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាការប្តឹងប្រឆាំងអ្នកតវ៉ាដីធ្លីនិងសកម្មជនផ្សេងៗទៀតដែលលោកថាករណីនេះបានរំលោភសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងររបស់ប្រជាពលរដ្ឋគោរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានសម្រេចឲ្យអ្នកស្រីដេតហូតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ197គ្រួសារនៅភូមិតានីឃុំជីខលលើស្រុកស្រែអំបិលចាញ់ក្តីលោកអញ្ញាហេងហ៊ុយដោយផ្ដន់ទាទោសអ្នកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលប៉ុន្តែពុំមានការឃុំខ្លួននោះទេ VOD មិនដែលសុំការឆ្លើយតបពីលោកអញ្ញាហេងហ៊ុយបានទេជុំវិញរឿងនេះប៉ុន្តែលោកធ្លាប់ប្រាប់ VOD កាលពីអំឡុងឆ្នាំ2021ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមិនបានរំលោភយកដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយលោកក៏មានបានកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់លើដីនោះផងដែរ